Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ cách khôi phục hình ảnh lỡ xóa vĩnh viễn trên điện thoại. Ví dụ đây là chiếc điện thoại Apple. Bây giờ mình vào bộ sưu tập ảnh nè. Ví dụ bây giờ mình sẽ xóa hết những hình ảnh này. Bấm xóa. Tiếp tục mình sẽ vào sọt rác này. Và mình sẽ xóa luôn. Xóa tất cả. Đây nó có thông báo nè. Các ảnh và video hiển thị số ngày còn lại trước khi bị xóa. Sau thời gian này chúng bị xóa vĩnh viễn. Bây giờ mình xóa tất cả nè. Như vậy là những bức ảnh này đã được xóa vĩnh viễn trên chiếc điện thoại Apple này. Bây giờ để khôi phục thì mình vào Search Play. Mình sẽ gõ cái từ khóa là Disdicker như thế này. Sau đó bấm cài đặt ứng dụng này. Đây là biểu tượng của ứng dụng. Và mình chờ trong giây lát. Ứng dụng này nó gần 20 thôi nên việc tải và cài đặt rất là nhanh. Sau khi cài đặt xong bấm mở vào ứng dụng. Tiếp tục ta sẽ bấm vào cái dòng chữ là Starbasis Photo Scan quét cơ bản. Bấm tích chọn vào cái dòng này. Bấm cho phép. Và mình chờ nó vô quét này. Những cái hình ảnh được xóa trong cái chiếc điện thoại này. Mình chờ trong giây lát để nó ứng dụng nó vô quét. Và thời gian vô quét đó, nhanh hay chậm đó, tùy thuộc vào số lượng ảnh video đã được xóa trên chiếc điện thoại này. Và sau khi vô quét ứng dụng này nó tìm thấy là 1760 file đã được xóa trên chiếc điện thoại này. Bấm OK. Và tiếp tục các bạn muốn khôi phục cái hình ảnh nào thì các bạn tích vào đây. Đây là những cái hình ảnh lúc nãy mình đã xóa. Bây giờ mình muốn khôi phục thì mình chỉ cần tích chọn vào đây. Các bạn muốn khôi phục ảnh nào thì các bạn tích chọn vào cái ảnh đó. Sau đó các bạn bấm vào cái dòng chữ là Recover này. Và nó sẽ hiện ra 3 tùy chọn và các bạn chọn ở tùy chọn thứ hai, lưu file vào một vị trí tùy chọn trên thiết bị của bạn, tích chọn vào cái dòng thứ hai này. Tiếp theo mình sẽ bấm vào cái tùy chọn ba gạch này bên góc trái này. Các bạn có thể là lưu vào bộ nhớ máy hoặc là lưu vào thẻ nhớ. Ví dụ ở đây mình sẽ chọn lưu vào bộ nhớ máy này. Tiếp tục mình sẽ chọn cái thư mục để lưu. Ví dụ ở đây mình sẽ lưu vào bộ sưu tập này. Và mình sẽ lưu vào cái thư mục là camera. Sau đó bấm chọn. Nó sẽ hiện ra cái thông báo như thế này. Nếu các bạn cần thiết có thể là nâng phiên bản lên phiên bản Pro. Hoặc các bạn bấm nâng thanh. Bây giờ mình sẽ trở về màn hình chính này. Mình vào lại bộ sưu tập ảnh này. Đây là ba cái bức ảnh mình vừa khôi phục. Còn nếu các bạn muốn xóa vĩnh viễn mà khi vào ứng dụng này nó cứ dò quét không thấy luôn thì các bạn tích chọn vào cái mục là Clear Up này. Và các bạn chọn bức ảnh mà các bạn muốn xóa vĩnh viễn. Khi vào ứng dụng này dò quét nó sẽ không tìm thấy. Các bạn cũng chọn bức ảnh mà mình muốn xóa vĩnh viễn. Sau đó bấm vào cái dòng chữ là Delete Permanently này. Xóa vĩnh viễn, bấm Delete. Như vậy là xong. Cách khôi phục hình ảnh như thế này rất hay và rất hữu ích. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tất cả các bạn.